Ok, và hello xin chào tất cả các em đã quay trở lại với series Survey 3 event nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái event không phải là mới của Nucky, nhưng mà đã được Nucky làm mới. Yeah, nó là event chợ điên cuồng nha. Thì trước tiên là mình sẽ phải đọc hết các gọi hội thoại đã. Đã biết rồi, đúng không? Đừng có bóng tối lại nổi nữa. Lương tình khó khăn hơn bình thường. Thầy Nhi đã mất tích tại sao họ còn chưa đến đây xử lý hậu quả. Hiện tại chúng ta phải tự giải quyết vấn đề này. Nhưng chúng ta không thể làm gì với nơi bóng tối. Nhưng ít nhất chúng ta có thể đưa mọi người đến nơi an toàn. Đứng đâu cả, tôi và bạn giúp đỡ. Ok. Thì mình thấy dạng này những cái event cũ của Nucky đã được làm mới lại nha. Ví dụ là cái event lần trước của rừng hy vọng, và lần này là event chơi điên cuồng anh em. Đó. Mình nghĩ là nó cũng như kiểu là event trước thôi, đánh survival xong rồi là sẽ cho tất cả các mặt khác nhau. Và mà cố là sẽ dùng cái vé màu tím. Nhưng mà tại cái vé màu tím mình chưa có anh em. Cũng khá là buồn. Đây. What? Ok. Đấy. Nó cho mày cái đánh như thường thôi. Thì không biết là thằng hai nào. Thì trong này vẫn như cũ nha. Cái đứa thứ hai là một cái đứa cầm cuộn phúc đấy. Và cái đứa thứ ba là cũng nó cầm cái cầm cái xoa, và cái đứa thứ tư cuối cùng là sẽ cầm cái kiếm hai đầu và ngược lại. Đấy. Không biết đúng không nữa, bởi vì là mình không biết Nucky thay đổi thế nào ấy. Đấy, xoa này. Đúng rồi này. Mình cá anh em đứa thứ tư là nó cầm kiếm hai đầu anh em. Đánh nhanh thôi. Đánh xong là xong. Mẹ ơi, nó đầm đau quá. Đấy. Nói chung là Nucky làm cái này cũng là để cho anh em tập trung cài những cái sự kiện kiện cũ, nhưng mà thấy kiểu một cái kiểu mới đó. Chứ đỡ hơn là cái việc mà Nucky cứ làm cái kiểu cũ rồi sẽ gây nhàm chán người chơi. Ok. Kẻ phải bội không nhận được là không nhận ra trước đấy. Trước đây chính người đã là gây ra này, và Jun đã tin tưởng bằng cả trái tim. Những kẻ phải bội đế quốc phải chết. À không, thằng mới. Sai rồi. May mà không cầu với anh 500.000 nữa, không thì mình mất tiền hoàn chết. Địt mẹ nó đau thế. Mày thì con tám khúc ông này. Bổ nó nằm viện này, phá chưa? Nó còn mạng. Nhưng mà các bạn nó phải chết anh em ạ. Đấy. Đánh nó chính cái đứa nói chuyện mình này nó hồi nãy luôn. Uầy, anh này lại bẩm đi cả phải bọn đó. Năng lượng bóng tối của cũng đã xâm nhập vào đầu anh rồi phải không? Chết tiệt, trời trời ơi, tôi không thể chịu nổi sự điên rồ. Linh hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở đây. Việc sơ tán rất là đúng như kế hoạch thường lệ, nhưng sau đó thủ lĩnh của thần y nhà Azoma đã phát điên. Những người trong quân đội anh ấy lập tức sợ đến nỗi không dám làm tiếp. Những kẻ hèn nhát chết tiệt đó đã quyết định trốn vào làng rèn của tôi và không chịu rời đi. Thì ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc tại sao tình hình lại tồi tệ hơn bình thường. Nếu không có thần y thì chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vậy thì chia đi. Nếu bạn tìm được Azoma thì hãy nhắc ấy rằng có nhiệm vụ cần làm. Và hãy cẩn thận nhé, nơi bóng tối xâm nhập vào đầu các bạn. Chờ các bạn thấy ở đó. Ok, khá nhiều màn này. Nó sẽ lên tiếng. Okay. Màn cuối là dĩ nhiên sẽ chơi bằng vé. Đồ. Làm vé phết anh em ạ. Thằng sau lên tiếng à, ok. Đánh mình trước đi. Quá làm nào không đúc. Nhưng đúc cái này quá mức rồi. Chúng ta phải đưa những linh hồn đáng thương ra khỏi đây. Nhưng họ hít phải rất nhiều khó khăn ám, cho nên không đã làm gì. Tôi sẽ chịu mình trả họ. Nhưng họ không thích tranh chấp hàng răng mình. Bà làm được chứ?
Ok. Ngoan vào. Đi. Lên. Nói chung là dễ rồi thôi anh em ạ. Nhưng mà cả về sau sẽ là khó. Nói chung cái bộ mà cho vài nhát búa lên bảng hả? Nó không phải tác sức mạnh đâu, nó chỉ là để cho anh em được cái trạng thái bất tử khi vào năng lượng tối thôi. Mình lại bắt đánh một vài màn à? Mệt thế. Con trai chạy là bánh. Ok, vào. Nhanh nghe tao luyện chứ khác. Nói chung là nhanh tàu lượn. Ok, tiếp tục. Này. Lên bảng. Sẽ tam đòn. Đau phết. Nó không đầu nó búa tao. Này. Ok. Nói chung mình tích vé nhiều vào xong rồi để ván xong rồi mình có vé ở chơi. Khi nó mỉa. Mày thì thương nhân này. Mày thì thương nhân này. Đấy. Chút cái máu vẫn rồi. Mày này. Nói chung là đuổi vào nó ra thôi. Công việc của mình em ạ. Đánh nhanh rồi. Mẹ kiếp bổ cái néo rồi này. Bỏ phát nữa. À mẹ nó cắt chân mình rồi. Thắng đi. Ok thắng luôn. 75 vé. Quất tiếp. Thầy này không biết là truyền nhân của thầy võ rồng sao em? Truyền nhân của ông thầy võ rồng. Đấy. Bởi vì nhìn mặt ông này cũng rất là giống võ rồng. Nào. Một đạp. Gãy lưng. Thầy dạy võ rồng. Thứ một. Đấy. Mày. Vãi à? Thôi kệ mày ăn. Ăn bột này. Cho phát nữa này. Mày đúng trái hơn đau thật. Thôi tiếp. Trợ thủ linh à? Sang không? À không, Junior. Nhưng mà nó cần đau làm sang em ạ. Công nhận cái bố của mình mẹ lắp cái pack vào sốc đam ghê thật. Tí cái đổ xét anh em ạ. Tí mình sẽ đổ sang xét sức đỏ nha. Đau quá. Mai. 1, 2, 3. Ngan sang được tối em ạ.
lên bảng. Ok xem nào. Dường như đã yên tĩnh rồi. À không, sorry anh em mình nhầm đấy. Nói chung là sẽ mở được cái đồ ngon ngon tí đấy. Để tập trước mình còn mở được cả cái mũ mũ sói này. Đây hay đây thử nghiệm bộ sói đi. Đây lôi bộ sói làm chuột bạch. Đấy. Mặc dù con dao là mình không biết dụng dụng mấy, nhưng không sao, coi như là anh em test tướng. Mẫu sói rừng nha. Luật của đàn sói. Đó. Lắp cái bách này vào, lắp nhanh nhà anh em lượn vào chơi với nó luôn. Thầm lọng này, tán loạn này, chơi cái tán loạn đi. Nhớ mà, cái này mình chưa chơi rồi anh em ạ. Thú săn mồi, mẹ phải chết mẹ rồi. Cái bách này mình thích từ lúc mà mình mới chơi game bây giờ luôn ấy. Cái bách thú săn mồi anh em ạ. Xảy nó này, dãn đất này, đây chơi thử dãn đất đi. Lâu lắm rồi mình chưa chơi cái bách này. Thiêu đốt này, đánh mạnh. Ok. Và màn này nha. Kênh kìa thằng ạ. Úi dồi ôi, dài quá. Chắc xong xong rồi là mình dừng video quá rồi. Nè, có đi. Mình cũng chưa hiểu rõ về cái bộ này máy. Mình cũng chỉ đọc hướng dẫn thôi. Đủ cơ khủng khiếp. Làm như chúng ta chưa đủ chuyện để làm vậy. Hãy đuổi chúng đi, tôi sẽ bắt đầu sẵn thằng dân. Ok. À, survival anh em ạ. Cái màn này là kiểu survival. Luật của con sói. Úi rồi. Ông chọc cho phát. Tính ra dao nhiều cũng mạnh phết anh em ạ. Mặc dù mà cái vũ khí này là chỉ là một cái vũ khí mà đánh cận chiến thôi. Đây là giám sát anh em ạ. Nhưng mà mình nhìn nó cũng mạnh phết thôi, không phải đùa không? Mình cũng chưa hiểu mấy về cái cơ chế hoạt động của cái bộ này anh em ạ. Đấy. Mặc dù là trước mình xem review nhưng mình quên. Đấy. Luật của đàn sói mình sẽ để xem nó bị trừ máu. À, bị trừ máu nhá. Thế mày chết không rồi. Cái bộ này kiểu anh em mà đánh một lần xong mà là khi mà cái con sói ra nó sẽ bị trừ máu. Anh em càng combo, anh em càng combo thì cái hình con sói nó sẽ phục hồi lại. Đấy, mình nó sẽ lặp lại cái công đoạn là trừ máu của đối thủ anh em ạ. Đấy. Nhưng mà nó trừ một tí thôi. Anh mà càng đánh lâu là nó sẽ càng trừ nhiều. Cái này giống như kiểu là ác mộng khủng khiếp ấy. Cái cơ chế của phi tiêu là thủ được vài anh em ạ. Đấy. Đấy. Đau. Cái này là phải chọc thôi. Vũ khí này là đánh áp sát, chứ không phải là đánh xa anh em. Ông cắt chân mình luôn này. Đấy. Hay là mình đổi tên cái dao này là dao dao chọc tiết lợn này. Đấy. Dao chọc tiết lợn. Một phát. Dao này là dao dao chọc tiết lợn. Okay. Mình sẽ thử cơ chế của nó nha. Đấy. Kinh chưa? Mẹ. Ra chậm quá. Buồn. Dừng lập tức kích tay anh em ạ. Úi xời, lên bảng. Một chém lên bảng. Dao được phết. Cái bọn đi săn là hay dùng cái dao này, mới thật. Em muốn biết thì anh em có thể lên Google tra cái bọn đi săn nó cầm cái dao gì. Cái dao dao rừng hay mình có gọi là dao chặt cái lợn. Ok. Đấy. Lên ô đừng bật vật. Úi giời. Nó đỡ rồi các em ạ. Úi. Thôi xong rồi. Nó đỡ là cũng mệt đấy. Chọc. Úi giời ơi. Đấy, chọc. Tuva lên bảng em số xuống chọc Tuva. Úi xời ơi,
Nói chung là tù vàng nó sẽ cho đối thủ bị ngã nha. Nhưng mà đồng thời nếu mà ông này mà combo kịp thì mình vẫn chết. Đúng nhất cơ bản. Đường ngầm tối khủng hồ này là cái vấn đề. Tôi nghi ngờ không phải do tự hỏng mà là có người cố tình hỏng nó. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Tôi nhớ có hàng chục vụ tai nạn này nếu không muốn nói là nhiều hơn. Bà ấy không, một người càng tử tế thì việc này sẽ càng hướng họ. Như thế trộm và cảnh sát nhân thì thấy bình thường trong mọi trường hợp kể cả bây giờ. Cái tên gì này? Khất trò. Tên nghe hơi lạ lạ bình dương. 10 bé à? Úi dồi ôi, 185 bé, trời ơi. Sư phụ hôm tối, đối phía chiến. Sao mà, quá đi. Không phải sợ. Mẹ đấy. Tình hình ảnh cảm rất hẳn gốc. Cái vẻ hát án này, hoành khắp nơi chúng đến đâu vậy. Lớn chốt không quan nào cả. Cũng không phải là thương nhà thương. Rất khó đối phó và thường nào chúng ở ngoài đó thì ta không thể xem ra mọi người được. Con này giống như kiểu là con Spade tại đấy lần trước mình đánh anh ạ. Đấy nhưng mà khác ở chỗ là con này nó không dùng nó không dùng cái chiêu lao tới như lần trước. Ông chọc vào phát này. Tu ba. Ôi chết mẹ rồi. Nhưng mà đam này không cao. Đam này bé. Như kiểu là mỗi đốt anh em ạ. Đấy. Tu vai. Tu va. Né được rồi. Tu va tiếp. Không vào luôn. Con này khôn. Tu va. Ngã. Ý. Cái chiêu này là na ná cái chiêu cô nhị khúc của cái chiêu bóng tối của cô nhị khúc anh em ạ. Na na ná thôi. Mỗi cơ chế hoạt động nó hơi khác. Nói chung một chém rồi lên bảng cũng ok rồi. Lại màn từng màn một à. Ok thôi còn lẽ mình sẽ tạm dừng như này của anh nha. Đấy, cảm ơn anh em đã xem kênh của mình. Tạm biệt anh em, bye bye. Tập sau mình sẽ làm tiếp.